Mở bán áo nỉ hoodie, red mua thái và đồ ăn vặt khuyến mãi từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12. Giảm 5% cho tất cả đơn hàng khi mua sản phẩm tại shop, đặc biệt giảm 10% khi mua combo 2 áo nỉ thu đông. Đặt hàng ngay tại shop Gờ Tủ. Wow, xin chào tất cả mọi người. Trước mặt các bạn là bộ trang phục mới nhất dành cho cô nàng Rui và có tên gọi tạm thời đó là Rui Pháp Sư Hỏa Long mà ngày hôm nay mình muốn review cho tất cả các bạn về bộ trang phục này. Trước hết thì các bạn cùng quan sát qua bên trong cơ thể của vị tướng Rui, đó là có một cái nguồn năng lượng màu đỏ không khác gì lửa hoặc là dung nham đến từ bộ trang phục này nha. Và các bạn có thể quan sát được hình như là ngoại hình này đang thiếu gì đúng không? Theo như nguồn thông tin thì bộ trang phục này sẽ có những cái phụ kiện đi kèm. Nhưng mà bản thân mình thì chưa thể review cho tất cả các bạn về những cái phụ kiện đấy được, mong các bạn thông cảm. Chủ yếu cho ngày hôm nay cho người xem qua về ngoại hình vô cùng là xinh đẹp, cũng như là hiệu kỹ năng của nó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào luôn trong một trận đấu để test cái bộ trang phục này nha. Let's go, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm bộ trang phục mới nhất của cô nàng Rui Pháp Sư Hỏa Long cho mọi người xem qua hiệu kỹ năng. Uầy, từ từ, em có cái mắt mà. Đặt cái chiêu 2 ra và cố gắng lách và bye bye. Thoát chết trong gang tức khi mà cái lượng máu của mình không còn được quá nhiều các bạn ạ. Thật sự trong pha giao tranh vừa sau mình rất là hên. Bộ trang phục này thì các bạn cũng quan sát rồi, kể cả cái màn xuất hiện thì mình cũng đã cho mọi người xem qua. Hiệu kỹ năng của bộ trang phục này đều liên quan tới lửa, Pháp Sư Hỏa Long mà các bạn ơi, đều liên quan tới lửa nha. Về những đòn đánh tường, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3, màu của hiệu ứng đều là màu đỏ hết. Đây có kích quạt chiêu cuối ra một cái để kêu gọi anh em tới. Sau đó là chúng ta sẽ làm thịt Euron. Đấy, Euron chết rất là nhanh. Nhưng mà hơi tội đồng đội của mình tới chả vơ vét được cái gì cả. Từ từ thôi, ôi. Từ từ thôi, chưa gì dạ tin bạn thế này thì đánh đấm cái gì trời. Chiêu 1 đều tạo, khi mà tạo ra ấy thì nó sẽ có hiệu ứng nha mọi người nha. Đấy, hiệu ứng kìa, nó rất là nhiều ngọn lửa bốc lên. Hay quá, rừng team mình đang thể hiện rất là tốt các bạn ơi. Với chiêu 2 thì hiệu ứng của nó, nếu các bạn quan sát kỹ với bộ trang phục này, mình sử dụng chiêu 2 sẽ tạo ra một cái vòng tròn và chúng ta có thể nhìn thấy vòng tròn xuyên thấu. Và có rất là nhiều đám mây màu đỏ di chuyển trong cái vòng tròn đó, mình sẽ kích hoạt cho mọi người xem qua về chiêu 2. Đấy, các bạn cùng quan sát là đã có sự thay đổi nha. Em có cấp cứu ở đây, sử dụng hết toàn bộ kỹ năng khống chế Euron lại, hất tung Euron. Đấy, đồng đội của mình thịt đốt đi. Trời đất ơi, Quillen nó đến một cái nó vét sạch, chịu luôn. Kích quạt chiêu 1, giữ chân Quillen lại. Quả thật luôn ấy, đấy, thịt đốt Natalia. Natalia còn nửa cây, hay quá, teo nát này. Không ăn thua. Bình tĩnh thôi. Ai về thì về, ôi tổ chức chịu luôn. Thôi mình về đây. Ôi thôi, không kịp đi vào vòng nó mới đi em chứ. Để mà giết được teo nát thì hơi căng nha. Thôi có lẽ mình về đây, đặt cái chiêu cuối ra nha, để chúng ta có thể tiện biến lên. Nhưng mà mình không lựa chọn biến lên đâu, mình biến lên bây giờ mình đâm vào trụ ngay, ui giời ơi. Hình như mình hơi hại đồng đội khi đặt chiêu cuối trong trụ tim địch thì phải. Làm lúc hơi bóp, các bạn thông cảm. Không sao, mình sẽ cố gắng khống chế tim bạn lại. Đấy, để cho Kriknak thoát được rồi đấy. Quả thật là bộ trang phục này không có hiệu biến về và mình cũng chả mong có hiệu biến về đâu. Bởi vì khi mà đánh Rui, các bạn có bao giờ các bạn biến về không? Mình cá chắc với các bạn, khi mà các bạn hết mana các bạn mới biến về mà thôi. Còn nếu các bạn còn mana thì các bạn toàn sử dụng chiêu 2 để có thể di chuyển về. Di chuyển về một cái và các bạn sẽ được hồi phục đầy máu luôn. Đấy, thế nên thực chất làm hiệu biến về của bộ trang phục này thì cũng rất là hiếm khi anh em sử dụng. Nhìn na ná cái bộ trang phục này rất giống với Dancy. Dancy bộ trang phục cũng là bộ trang phục liên quan tới lửa ấy, mình cũng quên mất cái tên gọi của bộ trang phục đấy rồi. Chiêu 1 các bạn ném ra thì nó cũng có một cái quả cầu màu đen đen nha. Mình nhìn như cả một viên ngọc của con rồng nó thả ra vậy. Nào, ra thịt luôn Quillen. Thỏ ơi, có về không? Mình đặt chiêu 2 cho bạn về này. Về đi. Đấy, đặt chiêu cho mà về thoải mái đi. Giờ thì tiêu diệt Quillen. Quillen ơi, mình không thèm ăn mạng làm gì. À, thì bạn đến đông nhỉ? Có chiêu cuối nhưng mình không dùng đâu. Bởi vì team mình ở đây hết rồi. Zip vừa xong, zip hàng hơi ngon. Đấy, zip team bạn zip một phát được 2 mạng liền. Mình tưởng zip làm cái gì.
chiêu cuối của vị tướng Rui nó rất là rõ ràng. Nếu các bạn cùng quan sát lúc mà mình đặt chiêu cuối ấy, thì nó sẽ có biểu tượng của ký tự của hình con rồng nha. Có hai con rồng luôn. Nó nằm ở những cái viền từ chiêu cuối của vị tướng Rui ấy. Đúng là pháp sư hỏa long có khác, long là rồng, hỏa là lửa. Pháp sư thì hơi sai sai. Thật ra thì Rui nó thiên hướng về hỗ trợ nhiều hơn. Thế nên chúng ta có thể đặt tạm cái tên gọi khác cho cái bộ trang phục này, đó là trợ thủ hỏa long, hỗ trợ hỏa long. Nhưng mà nó vẫn không hay bằng pháp sư hỏa long. Thì mình cứ đi lẻ thoải mái đi. Nếu mà ra tranh thì luôn luôn mình có chiêu cuối, mình kích hoạt kêu gọi anh em tới liền. Đấy, làm sao hỗ trợ mình ép cái chuột đứng giữa này có chiêu cuối đây anh em ơi. Tiêu diệt nó, đầu tiên là thịt luôn Euron. Euron cái tội hổ báo. Ơ kìa, Euron này. Ui trời ơi, không giết được Euron mà bây giờ William nó xiên này. Euron cho Euron chết đi, hay quá. Dồn mãi mới chết được đấy. Bây giờ là tiếp tục chúng ta sẽ áp sát, nhưng gặp ngay Zip thì chịu ơi. Thả Zip trong đấu danh cũng hơi bị căng các bạn ạ. Tạm thời thì mình đang test bộ trang phục này khi mà chưa có đầy đủ về phụ kiện đâu. Phụ kiện của nó sẽ ra mắt sau và hiện tại chưa thể mốt được phụ kiện. Của Quillian này mốt tôi mình chưa có mắt để phát hiện tàng hình. Dù sao thì mình cũng đang ép được chủ rất là tốt rồi. Tôi từ từ anh em ơi, không ép được chủ nữa đâu. Phụ kiện đấy nó sẽ mở bán và bao giờ mở bán thì mình sẽ mua và trải nghiệm lại cho tất cả các bạn nha. Tranh thủ ép luôn chủ trên này khi mà lính đang cao nha. À có Euron à, thoải mái đi anh em ơi. Thịt đơn Euron chứ ngán cái gì. Mình cũng đã bật cái mắt để phát hiện tàng hình của Quillian lên rồi. Đấy, dù sao cũng là một bạn có chiêu cuối. Ôi trời ơi. Chết hết thế này. Bó tay các bạn ạ, cố gắng lên anh em ơi. Nhưng mà Quillian team bạn vẫn còn sớm và nó vẫn xiên được. Toàn, chính thức team mình bị quét sạch. Được cái là có cơ rích đắc mang chuyển sinh thì bạn ấy hồi sinh sớm. Chứ đúng là chỉ cần xảy một ly là đi một dạng ngay. Quả thật vừa xong là team mình combat đấy là nó kiểu hơi bị rời rạc. Rời rạc như vậy là dễ bị toang lắm, bị phá nát đội hình. Mắt đầu support ơ. Vừa xong tôi chẳng kích quạt mắt tôi đấy. Chẳng nhẽ là không bật à. Ôi trời ơi, có tội không cơ chứ. Thế là mình bị trách nhầm các bạn ạ. Mình vừa xong là giao tranh một cái mình kích quạt liền. Là phát hiện được thằng Quillian nó kích quạt cho cuối. Nó đang tàng hình là mình phát hiện được luôn. Nhưng mà ai ngờ là nó mạnh quá. Ôi chết làm sao được mình. Tôi từ từ nha, mình về mình lên luôn đây. Sử dụng cái biến lên một cái thôi là chúng ta sẽ lên liền. Đấy, hồi đầy máu ngay. Và Euron, ơ kìa. Rồi Euron chết rồi. Tiếp theo là Quillian. Lại gặp Zip. Em chịu Zip luôn. Cay tật các bạn ạ. Zip nó cứu pha rất là nhiều những cái pha mà team bạn đáng ra là chết rồi. Dù sao thì mình cũng đang làm tròn cái nhiệm vụ rất là tốt khi mà hỗ trợ được 17 mạng rồi nha. Thường thường nhiệm vụ đánh sức quát của chúng ta đó là hỗ trợ càng nhiều càng tốt, feed mạng càng nhiều càng tốt. À nhầm, không phải. Feed mạng hạn chế và ăn mạng cũng hạn chế thôi. Còn hỗ trợ càng nhiều càng tốt đấy là cái điều rất là tuyệt vời rồi. Ok, team mình có tạm thân rồi nha. Nói qua về build cho vị tướng Rui, chắc build đầu tiên thì mình sẽ lên đó là cái mắt. Bởi vì team bạn có Quillian. Thật ra thì lúc đầu chúng ta có thể lên đó là cái hóa giải khống chế. Khi mà team bạn cũng có khống chế rất là khó chịu của Natalia. Còn đánh về late game thì nên đổi sang cái mắt hơn. Bởi vì Quillian nó tàng hình rất là khó chịu các bạn ạ. Sau đó là giày kiên cường nha. Khiên điện thoại, huân chương choi. Rồi mặt nạ Beris và trang bị cuối cùng sẽ là giáp bông vậy. Đấy là những trang bị dành cho Rui. Đánh công việc Rui rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần sử dụng hết tập bộ kỹ năng. Nào, úi giời ơi, đánh thưởng cái nữa. Từ từ, chưa một mình sắp hồi rồi. Chưa một. Ý trời, được một bạc 310 vàng. Thơm thế chứ lị. Cứ đặt chiêu ai trong giao tranh. Nhưng mà đặt xa xa ra để cho đồng đội nếu mà về thì về. Còn không thì chúng ta đứng vào, chúng ta biến về. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển lên. Rất nhanh là mình đã có mặt trong giao tranh rồi. Khi vừa xong mình biến về nha. Vấn đề chính bây giờ là cần phải ép trụ. Cố gắng lấy một đường lính siêu cấp. Ok, thì mình có một đường rồi. Kriknak đang đẩy cao không được đường trên. Bắt đầu di chuyển lên đường trên hỗ trợ Kriknak luôn. Đấy, team mình có tà thần một cái thôi, lực đẩy nó khác biệt. Euron, đi bắt mình thì chịu rồi. Đáng ra chiêu cuối Euron phải dành cho chủ lực team mình, chứ biết bắt mình làm cái gì. Có chiêu 2 này, anh em về đi. Về đi anh em ơi. Về. Đấy, mình cứu đồng đội tốt đâu. Bây giờ thì mình cũng di chuyển lên đây. Với cái biến lên thì mình cũng sẽ lên rất là nhanh.
Chiêu 2 chỉ cần tận dụng tốt thôi là các bạn sẽ cứu được rất là những cái pha để đời, cứu đồng đội thoát chết một cách ngoạn mục luôn. Thì mình vẫn muốn đánh nhau đứng trên à, bây giờ mình có cấp cứu nha. Ai yếu máu thì mình cứ kích hoạt liền, sợ cái gì. Thoải mái đi em ơi, có cấp cứu ở đây mà. Đấy, mình chịu rất là nhiều đam nhưng mà không sao hết, team bạn bị hủy diệt hoàn toàn. Làm công việc đánh support nó chỉ đơn giản như vậy. Đặt chiêu cuối ra, sau đó là chúng ta lên luôn. Đấy, nó chả khác gì một cái cánh cửa thời gian cả. Đi lên đi xuống rất là nhanh, biến lên biến về cực kỳ nhanh. Ok, có lẽ là mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây. Dù sao thì clip này cũng chỉ là review về hiệu ứng kỹ năng của bộ trang phục Rui Pháp Sư Hỏa Long. Một bộ trang phục thay đổi hiệu kỹ năng rất là đẹp dành cho cô nàng này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người.